Sao con cứ căng thẳng với chồng con thế? Chuyện bé xé ra to. Làm như thế chỉ làm cho tình cảm vợ chồng rạn nứt chứ được cái gì nào. Con biết cách cư xử mà người ta có biết đâu mẹ. Và con không thể chấp nhận được cái thái độ đã hứa hẹn rồi vẫn bỏ mẹ đi được. Nhưng có phải lỗi của nó đâu, là lỗi của mẹ mà. Con à, có chuyện gì thế? Hôm nay bên nhà ba con có đám giỗ mà con quên mất. Cái mẹ gì? Con vừa gọi. Nhà con có giỗ hả? Dạ. Thôi thế để mẹ tự đi. Thôi. Khổ qua dỗ chạp con không thể vắng mặt được. Không, con là cháu mà... đích tôn mà. Ôi thôi. Bao giờ mẹ xong việc nhắn con để con đạp xe cho. Anh chạy qua chùa Vân Long xong bao giờ đến nơi nhắn em số tài khoản, em chuyển. Thế sao mẹ đi xe máy? Taxi họ bảo 1 triệu cả đi lẫn về. Mẹ tiếc tiền nên không đi nữa. Rồi mẹ tự lấy xe ra đi đấy. Còn tháng bao nhiêu đâu mà mẹ tiếc. Để bây giờ chân thế này này. Mẹ ơi, mẹ mà làm sao thì con sống thế nào được hả mẹ? Sao bảo sắp xếp công việc ổn rồi. Thôi làm xong sớm mà đi ngủ đi. Mai đi làm đừng có nghỉ nữa. Mẹ lo đấy. Tối ăn ít thế đêm khó ngủ đấy. Muốn bát cơm không hết chỗ gì luộc vẫn ít á. Thôi ngồi xuống ăn cùng đi. Ngồi xuống cơ đôi bát mì nhưng mình anh không hết được đâu. Ăn xong nhớ dọn luôn nhá. Để đấy không ai hầu đâu. Bình thường Giang ăn 5 bát cơm, bây giờ ăn 4 bát là ít rồi. Hả? Cảm ơn nhá. Hôm nay bà là chủ nhà, bà nói trước đi. Hôm nay bà sang chơi, tôi không biết là con bé Hân có làm điều gì khiến cho bà phật lòng không ạ. Bà lạ nhỉ, chân tay đau ngồi yên một chỗ thế kia, nhưng mà còn giận dỗi tôi để làm gì. Tôi sang thăm bà. Vậy mà tôi lại cứ tưởng. Đấy, tôi cũng hơi quá lời thật. Nhưng mà bà cũng quá cơ. Thì hôm đó bà là người bắt đầu trước còn gì. Đấy, lại bà lại bắt đầu đấy. Bà